Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều cách trao đổi thông tin. Và thư điện tử là một trong cách trao đổi thông tin nhờ có Internet. Vậy thì thư điện tử là gì? Có ưu và nhược điểm nào? Các em tìm hiểu bài học hôm nay. Bài 5 giới thiệu thư điện tử. Mục tiêu của bài học là các em biết được ưu nhược điểm của dịch vụ thư điện tử, các chức năng chính của dịch vụ thư điện tử, cách đặt tên đăng nhập khi đăng ký tài khoản thư điện tử. Và ở ngày xưa, con người liên lạc trao đổi thông tin với nhau chủ yếu qua thư viết tay. Thì đây là một số hình ảnh của bức thư ngày xưa. Còn ở ngày nay thì các em thấy trao đổi thông tin qua Zalo, Facebook, Messenger, gọi điện thoại hay là sử dụng thư điện tử, email. Vậy thư điện tử là gì? Các em cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ thư điện tử. Thư điện tử là một trong những cách để trao đổi thông tin và được sử dụng rất là phổ biến nhờ có Internet. Và thư điện tử là phương tiện gửi và nhận thông điệp qua mạng máy tính. Thông điệp thư là văn bản số hóa và có thể có đính thêm tệp. Và hiện nay thì có rất nhiều các website cung cấp các dịch vụ email và cho phép người dùng sử dụng miễn phí. Cô ví dụ như là google.com, có Gmail, vân vân. Như vậy là các em thấy có rất nhiều các website cung cấp các dịch vụ email cho phép người dùng sử dụng miễn phí. Và cấu trúc email và cách sử dụng email trên các website này tương tự nhau. Tài khoản email thì gồm địa chỉ và mật khẩu đăng nhập. Và địa chỉ email thì có dạng như sau: tên đăng nhập a còng địa chỉ dịch vụ email. Cô ví dụ như sau: trunganh811-2021@gmail.com là một địa chỉ email. Vậy thì nhìn vào ví dụ này, các em cho cô biết, vậy thì tên đăng nhập bao gồm các thành phần nào? Nó có đặc điểm gì? Tên đăng nhập thì bao gồm chữ cái hoặc là chữ số, dấu chấm. Và có đặc điểm là viết liền nhau, không khoảng trắng. Vậy thì còn địa chỉ dịch vụ email? Địa chỉ dịch vụ email nó giống như một địa chỉ website để truy cập đến trang web của dịch vụ email đó. Tiếp theo là mật khẩu. Mật khẩu đăng nhập nó là một dãy ký tự bao gồm chữ cái, chữ số, ký hiệu. Các em quan sát, đây là các mục chính trong cấu trúc của email, bao gồm địa chỉ email của người gửi và những người nhận. Và địa chỉ email này bắt buộc phải có chủ đề email, không bắt buộc nhưng mà nên có. Vì khi các em có chủ đề email thì người nhận mới biết được là em nói về việc gì. Và lưu ý cho cô là chủ đề email thì nên viết ngắn gọn nhưng mà đủ rõ ràng. Nội dung email
Nội dung email cũng không bắt buộc nhưng mà nên có. Đó là những gì mà người gửi viết để chuyển đến cho người nhận. Tiếp theo là tệp đính kèm. Tệp đính kèm này cũng không bắt buộc. Nó tùy thuộc vào người gửi có muốn gửi cái tệp này hay không. Và tệp có thể chứa là văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc là video. Vậy thì thư điện tử có những lợi ích gì? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ lợi ích của thư điện tử. Lợi ích đầu tiên là các em thấy soạn và gửi thư nhanh và gửi được mọi lúc, mọi nơi và gửi được cho rất nhiều người miễn là có kết nối Internet. Và có rất nhiều các dịch vụ email miễn phí. Lợi ích tiếp theo đó là tiết kiệm nguyên liệu. Cô ví dụ như là tiết kiệm về giấy in, về mực in và từ đó giúp bảo vệ môi trường. Và thư điện tử có thể đính kèm được nhiều dạng thông tin khác. Cô ví dụ như là hình ảnh, âm thanh, video. Như vậy là các em đã biết được một số lợi ích khi sử dụng thư điện tử. Bên cạnh những lợi ích thì dịch vụ thư điện tử cũng có một số nhược điểm. Các em tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử. Thư điện tử có thể chứa virus. Và khi mà chứa virus thì sẽ làm cho máy tính và các thiết bị điện tử bị lây nhiễm virus. Thư điện tử có thể là giả mạo, lừa đảo, hư rác. Chứa những cái nội dung mà người nhận không quan tâm, làm cho người nhận mất thời gian. Vì vậy, chúng ta không nên mở thư mà đoán là thư rác. Còn đối với các em học sinh còn nhỏ tuổi thì việc sử dụng thư điện tử cần có sự giám sát của ba mẹ, của thầy cô giáo. Và các em chỉ nên dùng thư điện tử để phục vụ cái mục đích học tập, trao đổi thông tin với bạn bè và người thân. Không giao tiếp qua thư điện tử với những người lạ. Vậy thì cách sử dụng thư điện tử như thế nào? Các em tìm hiểu tiếp phần 4 nhỏ sử dụng thư điện tử. A. Tạo tài khoản thư điện tử. Muốn tạo được tài khoản thư điện tử thì đầu tiên các em sẽ truy cập vào website của dịch vụ. Cô ví dụ như là gmail.com. Sau đó các em sẽ làm theo hướng dẫn để tạo được một tài khoản email. Và các em nhớ là sẽ điền đầy đủ các thông tin về họ tên, tên người dùng và mật khẩu. Cô ví dụ như là thuyanh1992a@gmail.com là một địa chỉ thư điện tử. Và địa chỉ này là duy nhất trên toàn thế giới. Vậy thì cách đăng nhập, nhận và gửi thư như thế nào? Các em tìm hiểu tiếp phần B nhỏ, đăng nhập, nhận và gửi thư. Khi mà các em có một tài khoản thư điện tử rồi thì các em có thể đăng nhập vào hộp thư bằng cách là các em truy cập website. Cô ví dụ như là gmail.com. Và tại cửa sổ đăng nhập, các em gõ tên đăng nhập và mật khẩu. Và sau khi đăng nhập thành công thì các em có thể thực hiện một số công việc sau. Xem danh sách các thư đã nhận. Mở và đọc nội dung thư. Soạn và gửi thư.
trả lời thư đã nhận, chuyển tiếp thư nhận, đăng xuất khỏi hộp thư. Với các kiến thức mà các em vừa học, các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau. Hãy sắp xếp lại thứ tự các bước sau để được quy trình soạn thư trong Gmail. 1. Soạn nội dung thư. 2. Đăng nhập hộp thư. 3. Đăng xuất hộp thư. Các em suy nghĩ và trả lời. Cô hướng dẫn này. Đầu tiên là các em sẽ đăng nhập hộp thư. Thứ hai là soạn nội dung thư. Và thứ ba là đăng xuất hộp thư. Như vậy là các em vừa học xong nội dung của bài 5, giới thiệu thư điện tử. Thì đây là nội dung chính của bài. Các em ghi vào quyển vở để các em hiểu và nhớ bài hơn. Về phần dặn dò, 1. Hiểu nội dung bài. 2. Ghi nội dung chính bài học và vở. 3. Trả lời câu hỏi sau. Nếu em có một tài khoản thư điện tử, em dự định sẽ trao đổi thông tin gì với ai? Hãy giải thích vì sao em không dùng cách gửi thư qua bưu điện trong những trường hợp đó. Các em trả lời vào trong vở cho cô. 4. Ngày 13 tháng 12, các em sẽ làm bài tập trắc nghiệm trên đường link cô sẽ gửi lên hệ thống lớp học .hcm.edu.vn. Bạn nào không học cũng như không làm bài tập, cô sẽ đánh giá vào ý thức học tập.